Cô chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài tập đọc với chủ điểm nhà trường. Đó là bài cái nhãn vỡ. Trước khi vào bài học, cô sẽ nhắc lại phần trả lời câu hỏi của bài tặng cháu. Câu thứ nhất, Bác Hồ tặng vỡ cho ai? A. Bác Hồ tặng vỡ cho các bạn học sinh. Câu 2. Bác mong các cháu làm điều gì? À, các mong các cháu cố gắng học tập để sau này giúp nước nhà. Vậy cô nhắc lại, khi mình trả lời câu hỏi thì các con trả lời cho trọn câu. À, để bước sang bài học mới hôm nay, các con quan sát tranh và cho cô biết trong tranh gồm những ai? À, trong tranh gồm bố và bạn nhỏ. Bố bạn nhỏ cho bạn nhỏ một cái nhãn vỡ. Bạn ấy đang viết tên của mình vào nhãn vỡ. Vậy bài học hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài cái nhãn vỡ. Các con chú ý nghe cô đọc mẫu bài cái nhãn vỡ. Cái nhãn vỡ. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vỡ. Các con chú ý cô đọc lại mẫu lần hai. Cái nhãn vỡ. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vỡ. Bây giờ các con chú ý, cô sẽ luyện đọc con những từ khó trong bài cái nhãn vỡ nha. Các con đọc theo cô nha. Quyển vở. Quyển vở. Trang trí. Trang trí. Nắng nót. Nắng nót. Ngay ngắn. Ngay ngắn. Sau khi chúng ta đọc từ xong rồi, cô sẽ hướng dẫn các con phân tích tiếng. Trong tiếng quyển này có âm gò và vần uyên. Vậy khi các con đánh vần là có con đánh vần là quờ yên quyên hỏi quyển. Quyển vở. Các con đọc theo cô nha. Quyển vở. Tiếng trang có âm trờ đứng trước, vần an đứng sau. Các con đánh vần nè. Trờ an trang, trang trí. Từ nắng nót. Tiếng nắng có âm nào đứng trước, vần ăn đứng sau. Dấu sắc trên đầu âm má. Các con phân tích nha. Âm n, vần ăn. N ăn năng sắc nắng. Nắng nót. Nắng nót. Các con đọc cho cô nha. Nắng nót. Từ ngay ngắn, tiếng ngắn, âm ngờ đứng trước, vần ăn đứng sau, dấu sắc trên đầu âm má, ngờ ăn ngăn sắc ngắn, ngay ngắn, ngay ngắn. Rồi các con đọc lại lần nữa nha. Quyển vở, trang trí, nắng nót, ngay ngắn. À, sau khi chúng ta luyện đọc được từ khó rồi, thì các con trở lại bài tập đọc
cái nhãn vỡ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con xem bài tập đọc này có mấy câu. Các con sẽ nhìn vào đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm, đó là một câu. Vậy thì trong bài này chữ bố cho đến vỡ mới là một câu. Vậy thì câu này là câu thứ nhất. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Đó là câu thứ hai. Giang lấy bút nắn nó viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Đó là câu số 3. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vỡ. Đó là câu số 4. Vậy thì trong bài cái nhãn vỡ này có 4 câu. Vậy khi các con đọc bài có dấu phẩy, dấu chấm thì chúng ta sẽ nghỉ hơi. Và bạn nào đọc câu thứ nhất thì các con đọc luôn tựa bài. Bây giờ cô nhận các con đọc từng câu nha. Cái nhãn vỡ, bố cho Giang một quyển vở mới. Cái nhãn vỡ, bố cho Giang một quyển vở mới. Câu thứ nhất. Bây giờ chúng ta sao? Câu thứ hai. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Các con sẽ đọc tiếp câu số 3. À, câu số 3 này nó dài nên khi dấu phẩy thì chúng ta sẽ nghỉ hơi tí xíu nha các con. Giang lấy bút nắn nó viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Cô nhắc lại câu số 3. Giang lấy bút nắn nó viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Câu cuối cùng. Các con cũng nghỉ hơi thay dấu phẩy. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vỡ. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vỡ. Bây giờ cô mời các bạn đọc lại toàn bài, đọc nhẩm trong miệng và đọc lại toàn bài cho cô nha. À, các con đã đọc xong rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ lại tí xíu để chúng ta bắt đầu vào phần trả lời câu hỏi. Bây giờ cô giới thiệu các con bài nhãn vỡ này sẽ có hai đoạn. Thì tại sao mình biết hai đoạn? Vì các con thấy đầu dòng mà thuộc vào một ô, bắt đầu từ chữ bố đến chữ nhãn vỡ, đó là đoạn thứ nhất. Vậy chữ bố đến nhãn vỡ thì là đoạn 2. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu đoạn thứ nhất. Cái nhãn vỡ, bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nó viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Đây là đoạn thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần trả lời câu hỏi của đoạn 1. Câu hỏi sẽ hỏi các con là bạn Giang viết những gì trên nhãn vỡ? À, bạn Giang viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Vậy thì các khi mà các con trả lời thì các con sẽ bỏ những chữ gì để mình hỏi lại là bạn Giang viết gì trên nhãn vỡ? Thì các con sẽ nhìn vào trong bài đoạn 1, các con sẽ thấy là bạn Giang viết tên trường, tên lớp,
họ và tên của em vào nhãn vở. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ cô mời các con quan sát và đọc tiếp cho cô. Đoạn 2. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Đoạn 2 này hỏi chúng ta điều gì đây? Bố Giang khen bạn ấy thế nào? Trong đoạn 2, bố Giang khen bạn ấy thế nào? Thì các con sẽ trả lời và chúng ta sẽ bỏ chữ thế nào. Bố Giang khen bạn ấy đã tự viết được nhãn vở. Cô nhắc lại nha con. Bố Giang khen bạn ấy thế nào? Mình sẽ bỏ từ thế nào để mình trả lời câu hỏi trong bài. Bố Giang khen bạn ấy đã tự viết được nhãn vở. Rồi cô mời các con đọc lại cả bài cái nhãn vở. Trong bài học này thì chúng ta sẽ không tìm tiếng ngoài bài và tiếng trong bài có phần an và phần ác. Nhưng cô chỉ giới thiệu thêm cho các con để các con mở rộng vốn từ của phần an và phần ác. Đó là những từ ngữ có phần an là tảng đá, làng xóm, nhà hàng, đình làng, bảng đen. Rất là nhiều từ gần gũi với các con sẽ tìm thêm nha. Phần ác có từ bát hồ, gác gỗ, lười nhác, chững chạc, vàng bạc. Vậy thì cô qua bài học này, cô chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi và các con sẽ tự tay mình sẽ làm được những cái chiếc nhẫn vỡ thật là xinh, thật là đáng yêu nhé. Cô chúc các con học tốt. Cô chào các con.